Mới đây, Đoàn Thanh niên xã Yên Khương đã tổ chức mở lớp cảm tình đoàn và kết nạp đoàn viên vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho đối tượng là đội viên học sinh ưu tú của trường trung học cơ sở đủ tiêu chuẩn theo quy định của điều lệ đoàn. Tin cộng tác của trung viên Ủy ban nhân dân xã Yên Khương. Tại buổi học, 67 bạn đội viên thanh niên ưu tú đã được bồi dưỡng những kiến thức về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thông qua việc tìm hiểu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chức năng nhiệm vụ của người đoàn viên, các chặng đường hoạt động và các kỳ đại hội của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh qua những đoạn phóng sự, video clip và hình ảnh trực quan sinh động. Qua buổi học giúp cho các bạn xác định rõ cần phải làm gì để được đứng vào hàng ngũ của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cố gắng phấn đấu trở thành người đoàn viên ưu tú. Sau khi kết thúc lớp cảm tình đoàn, 100% các cơ sở đoàn tiến hành cho viết bài thu hoạch và kết quả bài viết cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để xét việc kết nạp đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cũng trong dịp này, Đoàn Thanh niên xã Yên Khương đã tổ chức kết nạp 21 đoàn viên năm 2022. Đây là hoạt động thiết thực và có ý nghĩa, góp phần xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh, bổ sung lực lượng chính trị nhằm phát triển quy mô về tổ chức, đồng thời tạo cơ hội cho các bạn thanh niên có điều kiện trưởng thành trong quá trình học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân và đóng góp cống hiến cho các phong trào của lớp, của trường và địa phương nơi cư trú.